Xin chào bạn, tôi là Nghiêm Văn Hùng và hiện tại công việc của tôi đó là kiếm tiền trên Internet bằng việc kinh doanh những cái sản phẩm số và đào tạo người khác cùng kiếm được tiền như tôi. Và hiện tại tôi đang có hơn 4 năm kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm số và giờ tôi muốn chia sẻ nó với bạn tại cái khóa học có tên là gia tăng thu nhập từ kinh doanh cái sản phẩm số. Tôi muốn chia sẻ cho bạn điều này, đó là nếu mà bạn kinh doanh những cái sản phẩm vận những người kia thì bạn càng bán nhiều sản phẩm thì cái chi phí về sản phẩm của bạn càng tăng lên, nhưng mà với những cái sản phẩm số thì nó cố định, bạn càng bán nhiều thì cái chi phí của nó không tăng theo, và chính vì cái điều này tạo ra cho bạn cái lợi nhuận vô cùng là lớn.